Chào mừng các bạn đến với kênh Văn Trường Vlog nha. Thì hôm nay hiện tại mình đang có mặt tại nhà của chị Hồng Loan, chương trình phát quà trung thu cho bà con. Đây là chương trình của anh Quốc Võ và Hồng Loan phát quà nhân ngày hội ngộ gặp mặt, chứ không phải là chương trình phát quà từ thiện nha các bạn. Hiện tại có rất nhiều bà con đang tập trung để nhận quà bánh trung thu và tiền mặt nha các bạn. Và sau đây mời các bạn tiếp tục theo dõi video ha. Trong lúc này thì anh Quốc Võ và chị Hồng Loan đang phát quà cho tất cả các bà con. Sau đây là anh Quốc Võ có đôi lời chia sẻ với bà con và anh em YouTube nha. Rồi thưa các anh em YouTuber, Quốc Võ rất là vui khi mà có mặt tại đây để hội ngộ cùng các anh em. Cái này không phải là buổi phát quà từ thiện nha, cái này là một cuộc hội ngộ và một tấm lòng của những người ở Việt Kiều ở nước ngoài đó, tức là chị Hằng, một bộ xa. Chỉ có một cái tấm lòng của các anh em đó thì gửi cho các anh em mấy cái phần bánh trung thu để mà coi như là một tấm lòng như vậy đó. Cho nên chúc các anh em như là lúc nào cũng mạnh khỏe, vui vẻ ha, và lúc nào cũng đứng về phía chính nghĩa nha. Đó. Thì mình cũng xin là mình là luật sư nhân cũng ủng hộ thêm là 20 phần quà cũng theo anh Quốc Võ cũng tặng cho bà con ở đây, một người một phần ha, góp phần với nhau, mình góp ít thì nhiều. Nói chung là em là luật sư Đinh Hoàng Nhân, cái kênh YouTube là Đinh Hoàng Nhân đó. Thì cô chú anh chị cứ ủng hộ ha, nói chung các kênh YouTube mình mạnh khỏe nha. Rồi kênh YouTube mình đang. Còn đây là chị My Xuân Thiện. Chị chuẩn bị lên xe để đi ăn cùng với gia đình của Hồng Loan.
Các bạn xem nhớ đăng ký và cho mình xin một like nha. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn ở video sau.